mời chúng ta chúng ta. Sợi tuyệt vời. Nhân tôi là Lê Quang Thắng, chủ tịch nhiệm kỳ 4 của Thunder Chapter. Và ngày hôm nay Thunder Chapter chúng tôi có một cái sự kiện Family Day tại Phù Luông, Thanh Hóa. Và đây là cái sự kiện mà chúng tôi thường xuyên tổ chức 2 lần trên 1 năm để các thành viên trong Thunder Chapter là đưa cả gia đình tới một cái khu vui chơi giải trí để chúng ta hiểu biết hơn, gắn kết nhau hơn. Sợi tuyệt vời. Ngoài cái việc kinh doanh ra thì chúng tôi còn có được những cái giây phút thư giãn thoải mái bên nhau. Tôi là Thắng Vũ Trụ, tôi rất yêu Thunder Chapter. Hôm nay tôi đang có mặt ở Family Day của Thunder Chapter. Đây là một cái sự kiện mà lần nào gia đình tôi cũng có mặt. Và thực sự đây là một chương trình ý nghĩa, giúp để gắn kết các thành viên trong gia đình của tôi, cũng như là được giao lưu với các gia đình của những thành viên trong Thunder Chapter. Tôi là Nguyễn Hồng Ngọc, chuyên gia tâm lý. Ngày hôm nay tôi đang trong sự kiện Family Day của Thunder Chapter. Tôi cảm thấy vô cùng hào hứng, vô cùng sung sướng. Đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa, giúp các doanh nhân chúng tôi gắn kết với nhau và làm việc hiệu quả hơn. Tôi rất tự hào vì là thành viên của BNI Thunder Chapter. Ở đây tôi đã được học hỏi ở các anh chị thành viên rất là nhiều. Vì trong BNI Thunder Chapter chúng tôi đã được trau dồi rất là nhiều kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng giao tiếp. Và tất cả những kỹ năng đó đã giúp cho tôi một ngày một trưởng thành hơn trong công việc. Và đối với BNI Thunder Chapter ở đây chúng tôi như một là gia đình. Xin chào các bạn, đây là lần thứ hai tôi đi tham gia Family Day với gia đình BNI Thunder. Và tôi cảm thấy là nó quá tuyệt vời. Và tối qua tôi đã quyết định là tái gia nhập luôn. Và tôi nghĩ là tôi sẽ gắn bó với Thunder một thời gian dài nữa, chứ không như là chỉ đọc trong một năm. Hôm nay tôi và cùng gia đình rất là vui được tham dự ngày hội Family Day cùng với cả toàn thể anh chị gia đình của BNI Thunder Chapter. Hôm nay thật là trải nghiệm rất là tuyệt vời từ chương trình ngày hôm qua. Tôi cùng đi chơi với nhau, ăn tối với nhau và có những giây phút thật tuyệt vời chia sẻ với nhau, thật là nhiều điều thú vị. Chúng tôi rất là yêu Việt Nam.